chào mừng toàn thể các bác đã đến kênh của Minh Vũ Audio. Tiếp tục những dòng vang số X12 bản cao cấp nhất ZC590 với mức giá là 3.800.000, sản phẩm bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong 1 tháng, cam kết chính hãng các bác nhé. Tất cả sản phẩm thì em bán ra cam kết hàng chính hãng, tặng đầy đủ phụ kiện, bao ship. Cái mức giá như này là thật các bác, là mức giá tốt nhất thị trường, không ở đâu có mức giá tốt hơn. Dám khẳng định các bác, chỉ có ở Minh Vũ thôi, mức giá tốt nhất thị trường, bản cao cấp nhất các bác nhá. Đó. Quá ngon rồi các bác. Bây giờ các bác mua con vang bãi giờ cái đời 580 giờ các bác mua cũng gọi là rơi vào tầm 3.500.000 rồi. Đấy, mà còn gọi là cũ dích mà lại đời thấp hơn. Mà tội gì các bác không chơi cái con gọi là bản cao cấp. Đấy, tội gì không chơi cái bản cao cấp hơn. Mà với mức giá chỉ có 3.800.000 lại còn bao ship lại tặng kèm với rác, tính ra thì giá nó chỉ ngang với con vang hàng bãi thôi, nhưng mà nó được bảo hành, cái nhất là cái chế độ bảo hành dài hạn 1 năm. Đấy, lỗi 1 đổi 1 trong 1 tháng. Nói thật các bác, 1 tháng thì không thể lỗi được. Dạ. Những con đời cao như này thì nó ít khi nó lỗi, dòng hàng bãi thì hay lỗi thôi. À, quá là đẹp không ạ? Chạy chip 21489 cao cấp nhất rồi. Các bác nhá. Nhật năm. Đó. Hai màu, màu vàng gold và màu đen, anh em thích chơi màu nào thì chơi. Cái giá đưa ra mức giá rẻ nhất thị trường. Trước khi các bác mua hàng, nếu lăn tăn vấn đề giá cứ đi tham khảo giá trước đi đã. Rồi có gì alo cho Minh Vũ. Đây cặp loa PO ơi, các bác nghe tiếng hay lắm. Ở đây em đang test cho một bác ở trong Sài Gòn ở quận Tân Phú này, một bác ở Đồng Nai này, một bác ở cái gì nhỉ? Bình Thuận à? Bình Thuận này. Đó. Em đã cài đặt sẵn những cái mode chế độ rồi. Về chỉ được cắm vào là phịch là chơi thôi. Đây, mic đây. Mic Folix này thì quá đỉnh rồi. 5.200.000 bộ, mic này là VIP nhất rồi. Ali 1 2 6 5 6 7 8 9 10. Có nghe tiếng mic đã đi phê rồi. Tiếng quá là sạch. Ở cái mode này là mode 4 nha, mode 4 chuyên nghiệp. Cái này nó có cả điều khiển nhá, thì em lười bỏ điều khiển ra các bác, em lười bỏ điều khiển ra. Em ấn tay luôn cho các bác nhá. Có điều khiển anh em không cần phải ấn tay như này đâu. Đó. Mode 3. Mode 3 là mode 4 là cái chế độ chuyên nghiệp như vừa lấy alo đấy. Còn mode 3 của nó là cái gì nhỉ? Hey, 1 2 5 6 7 8 9 10 đêm. Mode 3 là cái chế độ Zibon nhá. Còn này Zibon của nó thì như cái con Mr. Yamaha, cái dòng 01B96 ấy, rất là hay các bạn. Tiếng vợt nó hay lắm các bạn. Chuyển sang chế độ 2. Khi các bác ấn thì phải ấn cho nó đầy, nó loát này. Đấy, ok, 1, 2. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, echo nó rất là mượt luôn các bạn. Anh em nào mà hát quan họ nhá, thì hát chầu văn và hát quan họ, hát echo này thì chấm hết luôn nhá. Cực kỳ là hay. Đó. Còn ở chế độ mode 1 là khi chúng ta bật máy lên, là ở chế độ vừa echo vừa dịp vật ánh thì hát được. 1, 2, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cớ sao chúng mình không còn chung bước, khi biết đôi mình vẫn còn thương. Nhìn nhau không nói nên lời. 3.800.000 các bạn. Gần Tết rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi là đến Tết. Bây giờ đã là Trung thu đấy các bạn. Còn 2 ngày nữa thôi, 2 ngày nữa là đến rằm Trung thu rồi. Chẳng mấy mà gọi là lại Tết Nguyên đán thôi. Anh em nào có nhu cầu về cái lĩnh vực âm thanh thì chơi sắm thì sắm trước đi. Đấy, bây giờ đi ra quán hát cũng rất là nguy hiểm. Các bạn thấy chưa? Mấy cái vụ gọi là hát cán quán karaoke tèo mất gọi là cũng 30 mấy mạng. Ui, các bác mua đồ về ngồi nhà xong là gọi là gọi bạn gọi bè đến ăn nhậu xong là hát luôn ở nhà cho nó chắc cú các bạn. Rồi clip này em xin được kết thúc tại đây. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ nhá.
Rồi xin chào tất cả các bác.